thứ ba của cái dạng 1 của chủ đề 2 tìm hàm hai biến UX CI như sau. Ví dụ 3. Cho U phải XC bằng 4XC mũ 3 trừ đi 6 XY bình phương trừ đi 3Y bình phương cộng với E mũ XC cộng cốt của Y nhân với sin XC và hàm U phải Y bằng y mũ 4 cộng 6 xy bình phương trừ đi 6 xy cộng với sin y và cos xy. Yêu cầu chúng ta là tìm hàm u xy. Bằng bao nhiêu? Thì trong cái ví dụ 3 này thì người ta cũng không cho chúng ta cái điều kiện ban đầu. Về các bước tính toán thì chúng ta vẫn thực hiện theo các cái ví dụ thứ nhất và thứ hai. Thì ở đây thì bài toán phức tạp hơn một chút là bởi vì trong cái biểu thức tính nguyên hàm của chúng ta có xuất hiện hàm E mũ và các cái hàm lượng giác sin x và cos x cũng như sin y cos y. Ta đi giải bài toán này như sau. Cũng xuất phát từ u phải x bằng biểu thức mà người ta đã cho thì chúng ta suy ra được là u x xì y chính là bằng nguyên hàm của u phải x xì d x xì. Vận dụng công thức này, chúng ta thay biểu thức của u phải x vào, chúng ta sẽ được là nguyên hàm của 4 x xì mũ 3 trừ đi 6 x y bình phương trừ đi 3 y bình phương cộng e mũ x xì cộng với cos y sin x xì. Ở đây chúng ta là nhớ d x xì và cái này sẽ bằng nguyên hàm của một tổng thì bằng tổng các nguyên hàm thì chúng ta tách ra là 4 x mũ 3 dx hằng số 4 ta đưa được ra ngoài, nguyên hàm của x mũ 3 dx thì chính là bằng x mũ 4 chia cho 4 trừ đi nguyên hàm của 6 x y bình dx là y lúc đó ta coi đó là tham số thì ta đưa được trừ 6 y bình ra ngoài. Nguyên hàm của xc dxc thì chính là bằng xc bình phương chia cho 2. Tương tự, nguyên hàm của trừ 3y bình dxc trừ 3y bình chúng ta đưa được ra ngoài. Nguyên hàm của dxc thì chính là bằng xc. Nguyên hàm của e mũ x dx thì bằng chính nó, bằng e mũ xc. Nguyên hàm của cos y sin x dx là cos y nó cũng là một tham số ta đưa ra ngoài cộng với cos y. Nguyên hàm của sin x xì dx xì chúng ta phải nhớ nó chính là bằng trừ cos x xì. Trừ cos x xì. Như vậy ở đây chúng ta cộng thêm với một hàm số c đặc biệt đó chính là hàm fi. Vậy cái này sẽ phải bằng x xì mũ 4 chúng ta rút gọn đi trừ đi 3y bình x xì bình phương trừ đi 3y bình x xì cộng với e mũ x xì trừ cô đi cộng với lại fi. Thì đến đây, sau khi biểu diễn được hàm UXY như thế này, chúng ta sẽ tính U phải theo Y. Ta sẽ suy ra được là U phải theo Y
lúc đó ta coi x gì là tham số mà chúng ta tính bình thường, x mũ 4 đạo hàm bằng 0 trừ 3 x bình trừ 3 x gì bình, y bình đạo hàm thì bằng 2 y trừ đi 3 x gì là tham số y bình đạo hàm là 2 y m x đạo hàm bằng 0. À, cos x cos y đạo hàm, cos y trừ cos x cos y đạo hàm thì bằng trừ sin y cộng với f y đạo hàm chính là f phải y. Như vậy chúng ta viết cho nó gọn hơn thì ta suy ra u phải theo y sẽ phải bằng trừ 6 x xì bình phương y trừ đi 6 x xì y trừ trừ thì thành cộng là cos x sin y cộng với f phải y. Thì đến đây chúng ta so sánh nó với giá trị u phải y mà người ta đã cho. Người ta đã cho thì cái này sẽ phải bằng, cái này sẽ bằng là y mũ 4, y mũ 4 cộng với 6 x y bình phương trừ đi 6 x y, 6 x y cộng với sin y cos x y. Như vậy là chúng ta sẽ giải ước được từ cái đẳng thức này, chúng ta sẽ giải ước được là trừ 6 y trừ 6 y cos x sin y và cos x sin y ở đây thì chúng ta sẽ suy ra được là f phải y của ta sẽ phải bằng y mũ 4, y mũ 4 6 x y bình phương cộng với 6 x y bình phương và trừ 6 x bình phương y, chúng ta chuyển sang thì thành là cộng 6 x bình phương y. Thế thì từ đây chúng ta lấy nguyên hàm hai vế, nguyên hàm hai vế của f phải y DI sẽ phải bằng với lại nguyên hàm của y mũ 4 cộng với 6 x y bình phương cộng với 6 x bình phương y DI. Ta suy ra được là nguyên hàm của f phải y DI thì chính là hàm FI bằng nguyên hàm của vế bên phải chúng ta tính như bình thường, cái này sẽ được là y mũ 5 chia cho 5 cộng với 6 x y. Nguyên hàm của y bình DI thì chính là bằng y mũ 3 trên 3 cộng với 6 x y bình. Nguyên hàm của y DI thì chính là y bình phương trên 2 và chúng ta nhớ là cộng thêm hàm số c. Như vậy chúng ta suy ra được là FI của ta sẽ phải bằng y mũ 5 chia 5 cộng với 2 x gì y mũ 3 cộng với là 3 x gì bình phương y bình phương cộng với hàm số c. Và lúc này ta sẽ thay hàm FI mà chúng ta vừa tìm được vào trong cái biểu thức u x gì y thì chúng ta sẽ suy ra được là u x gì y, u x gì y lúc này sẽ phải bằng x mũ 4 trừ đi 3 x bình trừ đi 3 y bình phương x gì cộng với e mũ x gì trừ đi cos x cos y và cộng với hàm FI thì chính là cộng với y mũ 5 trên 5 cộng với lại 2 x y mũ 3 và cộng với 3 x bình y bình cộng với c
Thì đến đây chúng ta có thể là viết gọn hơn nữa. Như vậy ta suy ra được là UXY của ta sẽ phải bằng là Y mũ 5 trên 5 cộng với X mũ 4 trừ 3X bình Y bình. Với 3X bình Y bình là hết. Như vậy nó sẽ còn là trừ đi 3 Y bình phương. Đây, cái này hết. X gì cộng với 2 x y mũ 3 cộng với e mũ x gì và cộng với trừ đi cos x cos y cộng với hằng số c. Thì đây chính là kết quả cuối cùng của ví dụ 3. Thì trên đây là cái lời giải cụ thể của ví dụ thứ ba. Như vậy là để giải quyết được ví dụ thứ ba này thì yêu cầu chúng ta là phải nắm vững được các cái công thức về nguyên hàm cơ bản của hàm mũ cũng như là hàm lượng giác. Thì yêu cầu tất cả các anh chị là chúng ta cần phải ôn lại phần kiến thức bổ trợ về kiến thức nguyên hàm để chúng ta có thể giải quyết được những cái bài tập như thế này. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý theo dõi.